đây là iPhone 15 Pro trong tương lai. Không, cái này là iPhone 14 Pro thôi. Nhưng mà 15 Pro thì thiết kế chắc chắn một điều với các bạn luôn là nó sẽ có thiết kế giống như iPhone 14 Pro và Pro Max ở hiện tại. Nó khác chỗ nào nhỉ? Thì đầu tiên có lẽ khác ở đây sẽ là thông số camera. Đây là một cái điều mà năm nào iPhone cũng sẽ cải thiện trên cái dòng iPhone mới của mình. Và có thể là camera nó sẽ to hơn đấy. Một điều chắc chắn nữa là gì? Tất cả cái dòng iPhone 15 series của chúng ta sẽ có Dynamic Island như trên iPhone 14 Pro này của mình nha. Và cái điểm cải thiện tiếp theo đó chính là về pin của những dòng iPhone 15 series này. Đó chính là thời lượng pin đảm bảo luôn với các bạn là rất là trâu, trong khi iPhone 15 Plus có dung lượng pin lên đến là hơn 4.900 mAh. Cái điểm thay đổi cuối cùng đó chính là cái cổng sạc ở đây sẽ không còn là Lightning nữa mà là Type-C. Còn thực hư màu sắc cũng như là thiết kế như thế nào, chúng ta hãy chờ đợi vào tháng 9 nha. Và hiện tại trên tay mình đây là chiếc iPhone 14 Pro tại Bạch Long Store. Nếu như các bạn quan tâm tới những dòng iPhone thì các bạn có thể click ngay vào đường link để phía bên dưới đến ngay tại Bạch Long Store. Và đừng quên Bạch Long Store tháng 9 tới sẽ cung cấp thêm các dòng iPhone 15 cho các bạn. Nên là nếu như các bạn thích những chiếc iPhone 15, các bạn có thể tới ngay Bạch Long Store để chờ những thông tin mới nhất và đặt cọc mua cho mình chiếc iPhone 15, là chủ nhân của chiếc iPhone 15 đầu tiên nhé.